Quý vị và các đồng chí đang đến với chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, cùng với Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, những người dân sinh sống làm ăn khu vực biên giới cũng chính là nhân tố quan trọng hỗ trợ đắc lực cho lực lượng này. Suốt chiều dài khoảng 240 km đường biên trải khắp 5 huyện thị xã tiếp giáp với các địa phương của Vương quốc Campuchia, mỗi một người dân sinh sống nơi đây đều tỏ rõ tinh thần yêu nước, chung tay góp sức xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tân Biên là một trong những địa phương biên giới có đường biên giới hơn 92 km, dài nhất so với các huyện thị xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Tân Biên tiếp giáp với 3 tỉnh, 4 huyện, 8 xã thuộc Vương quốc Campuchia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Những hộ dân sinh sống khu vực biên giới huyện Tân Biên luôn xác định rõ vai trò của mình khi cư ngụ, sản xuất khu vực giáp biên. Ông Huỳnh Phi Thân, 63 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, làm nghề vó cá trên sông Vàm Cỏ Đông, khu vực biên giới trên sông. Gia đình ông còn có mấy hecta cao su và ruộng lúa đang công tác. Từng là người lính trực tiếp chiến đấu nơi chiến trường Campuchia, sau về làm xã đội phó, rồi bí thư ấp. Hiện tại, ông là chi hội trưởng chi hội nông dân ấp Hòa Lợi. Nói chung ra thì lúa thì một vụ gì á, đông xuân á, là một mẫu đạt năng suất là cái này là tầm cỡ là đợt chưa đầu là nó bán chạy ra 80 mấy triệu, thì nó lời trong đó khoảng 50 triệu, một vụ đông xuân á. Còn cái hè thu này á, chỉ khoảng chừng 20 mấy 30 à trở lại thôi, không lên nữa. Thì nói chung bà con ở đây thì nói gì lúa thì rất là phấn đấu, tìm tòi học hỏi. Những khi việc sản xuất cao su và lúa tương đối ổn, ông lại đi vó cá. Cái vó của ông được hiện đại hóa bằng máy móc, thả hay kéo, chỉ cần nổ máy lên là xong. Ngoài thu nhập từ vườn cao su, ruộng lúa, thì việc vó cá này hàng tháng cũng đem về cho ông tầm 7 triệu đồng. Ông là người nông dân giỏi cấp huyện. Theo anh Thao Văn Sakhon, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, đất nông nghiệp toàn xã vào khoảng 4.000 hecta, trồng chủ yếu cây cao su, kế đến là cây ăn trái, trồng lúa. Các hộ nông dân từ khá trở lên thu nhập trên dưới 50 triệu một năm, nổi bật có gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. Nói chung là đối với cái mô hình của ông Huỳnh Phi Thân ấy, thì mô hình này mô hình rất hiệu quả. Thì ông là có ba mô hình kết hợp, tức là ông vừa là trồng cao su để cạo lấy mẫu, sản xuất lúa và cái vó cá. Thì đối với mấy 2 năm trở đây á, thì lúa hiện tại mình vừa có năng suất, vừa được giá. Thế là năm nay là nông dân rất phấn khởi. Lúa 2 năm trở đây thì nó tăng lên, cho nên là kinh tế đình sẽ phát triển mạnh, khám khá hơn. Nói chung là ngoài gia đình của ông Huỳnh Huy Thân ra, nhiều hộ đây là đều là sản xuất lúa thì đạt hết, đạt năng suất, vừa được giá. Trên địa bàn xã Hòa Hiệp còn có mô hình thuê vườn cao su để cạo lấy mũ, đang cho thu nhập khá, do chị Nguyễn Thị Hồng Điệp, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên thực hiện, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đánh giá cao. Tôi tham gia bên Hội Phụ nữ xã Hòa Hiệp, được chị em phụ nữ hỗ trợ cho vay ngân hàng chính sách xã hội với nguồn vốn là giải quyết việc làm được 50 triệu đồng. Rồi tôi về tôi mạnh dạn đầu tư vô mua vườn cao su cạo lấy mũ. Mỗi tháng thu nhập cỡ khoảng 20 triệu. Rồi mỗi năm tích lũy từ tiền chi phí rồi ăn uống rồi ra thì tôi còn tiết kiệm được 40 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị rồi cho con ăn học. Với sự cần mẫn, vợ chồng chị lấy công làm lời. Hai mẫu cao su với khoảng 1.200 cây chỉ do vợ chồng chị cạo lấy mũ đã cho thu nhập khá, cuộc sống ổn định. Qua công tác tuyên truyền của các ngành, các cấp, chị Điệp nhận thức được trách nhiệm của cư dân biên giới, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, để ý mọi việc xung quanh, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng khi cần thiết. Tôi cũng được bên Hội Phụ nữ tuyên truyền cùng với các chi đoàn để bảo vệ đường biên mình, là góp tay với chính quyền địa phương
có những tội phạm mà với lại người lạ mặt đến địa phương là phải báo ngay cho các cơ quan ở trên. Với cái vỏ cá của mình, gần như hàng ngày, ông Huỳnh Phi Thân luôn túc trực nơi căn nhà nhỏ dựng tạm ven sông để quay vó. Đây cũng là điều kiện thuận lợi, ông hỗ trợ các lực lượng bảo vệ đường biên, cột mốc, khu vực mình sinh sống. Cái biên giới này là ở đồng, họ cho mình cái bản cam kết. Ví dụ như là cấm là chích cá nè, hoặc đưa người qua lại bên kia sông, hoặc đi qua bên kia sông là không được. Là đồng là cấm đứt cái phần đó. Thì tuân thủ mình làm ăn sao mà, ví dụ như đồng thì đồng tạo điều kiện cho mình làm cái gió này rồi. Đó, thì mình làm ăn làm sao mình chấp chấp hành cho tốt với đường biên giới là trên sông này thôi. Thì mình ở đây thì mình nếu mà có cái gì hiện tượng xảy ra, ví dụ như có cái dấu vết gì mà ở bên kia mà nó có cái gì đó, ví dụ như là xù xì hay là cái gì tiếng nói bên kia, hay là có dấu chân cái đường mòn mà ví dụ như có về Việt Nam, mình trực tiếp báo với đầu. Rồi phát huy cái nền tảng sẵn có của người dân, thể hiện là một chiến sĩ trên tuyến biên giới, để có cái động lực vừa là bảo vệ vững chắc trên tuyến biên giới, giữ vững đường biên cột mốc, rồi là phát triển kinh tế. Trên địa bàn xã biên giới Ninh Điền, huyện Châu Thành, anh nông dân Võ Văn Lộc mạnh dạn chuyển đổi gần 2 hectare đất nông nghiệp của gia đình từ trồng rau màu sang trồng bắp, làm thức ăn cho bò sữa, đang đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Anh đang công tác đến vụ bắp thứ 3 trên diện tích 2,5 hectare, cho thấy hiệu quả rõ rệt. Sở dĩ anh mạnh dạn trồng và còn mở rộng diện tích bởi loại cây trồng này có đầu ra ổn định. Bây giờ nói chung là đồ này thì nó có bao tiêu sản phẩm, giá cả đâu, còn cái kia thì như hàng bông rồi, mình tự túc rồi cũng nghe mình hầu hợp hơn. Trồng cái bắp này thì chắc mình làm đặc đạt thì cứ như một vụ mình cũng là được chắc cũng khoảng 20-20 mấy triệu. Hả, thật là cái giá tốt thôi, tốt xấu, hả? Càng tốt thì càng lợi nhiều. Khu vực anh Lộc trồng bắp khá vắng vẻ, ít người qua lại, nhưng không vì thế mà anh lơ là việc cảnh giác phòng chống các loại tội phạm để bảo vệ tài sản của mình và sau đó là góp phần bảo vệ an ninh biên giới. Kiểu như đi làm thì cũng dòm ngó tài sản của mình, chỉ là mình thấy cái gì tình nghi đó, rồi mình có thể quá thì mình báo chính quyền để giữ gìn đường biên cột mốc. Còn trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu, cơ sở mỹ nghệ Văn Chiều do anh Mai Văn Thủy, 34 tuổi và anh trai thành lập đang không ngừng phát triển. Cơ sở này không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn chục lao động ở địa phương. Không chỉ vậy, anh còn vận động người thân, nhân công, gương mẫu chấp hành quy định bảo vệ an ninh biên giới. Các sản phẩm của cơ sở đã xuất bán đến các tỉnh thành miền Nam, đang tiến ra miền Trung và miền Bắc, đến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cơ sở hiện tại, tính thời điểm hiện tại đi, thời điểm hiện tại đây là tầm khoảng là 14 người, 14 nhân công. Mà hoạt động thì lương ở đây thì anh em theo làm là theo sản phẩm luôn. Đó là mình tức nghĩa là tạo cái môi trường để cạnh tranh nhá, cho anh em làm việc tốt. Tức người nào mà chịu khó làm nhiều thì có tiền nhiều. Thì thu nhập bình quân mỗi người cũng dao động từ 16 đến 17 triệu một tháng. Theo anh Thủy, sau khi trừ hết các chi phí, trung bình cơ sở thu nhập 30 triệu đồng một tháng, tùy theo thị trường. Thời điểm chưa chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, có lúc cơ sở của anh đạt thu nhập lên đến 100 triệu đồng một tháng. Là cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực biên giới, anh Thủy luôn ý thức việc giữ gìn trật tự an ninh vùng biên, gương mẫu vận động gia đình, người lao động, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nói chung là ở đây thì mình cũng là tuân thủ tất cả là mọi quy định là của pháp luật. Ở bên xã với chính quyền với địa phương ra thì tất cả những cái phong trào thì đó là mình cũng tham gia và ủng hộ đầy đủ, cũng như là về như chẳng hạn như là vấn đề về cháy nổ này kia, cũng là vận động anh em ở trong xưởng ấy là hút thuốc hay này kia là hay là không mua sử dụng pháo hay là các chất kích thích. Nói chung là đầy đủ, tuân thủ đầy đủ luật lệ coi như là của xã này, của biên phòng. Khu vực biên giới thì nó nhiều tình hình phức tạp, nhưng mà từ khi mà
xã để cái mô hình là các anh tuần tra ban đêm đó, với lại bên biên phòng hỗ trợ thì cái an ninh rất là tốt, thế là mình cũng góp phần coi như là tham gia là bảo vệ biên giới mình. Ví dụ chẳng hạn như phát hiện nghi vấn thì các anh thanh niên chạy xe rồi nẹt bô này kia thì mình cũng thông báo cho chính quyền biết để coi như là để kịp thời khắc phục. Quý vị và các đồng chí thân mến, có thể thấy rằng người dân khu vực biên giới của tỉnh Tây Ninh phần lớn luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với sự đồng tâm góp sức của các tầng lớp nhân dân khu vực biên giới, tin rằng chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn sẽ luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Chương trình Vì chủ quyền an ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.